tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada và thế giới nổi bật trong ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Trong bản tin ngày 6 tháng 7, mời quý vị theo dõi các tin chính yếu trong và ngoài nước sau đây. Ngoại trưởng Canada sẽ tham dự G20, mặc dù Nga cũng ở đó. Đảng bảo thủ loại Patrick Brown khỏi cuộc đua lãnh đạo. Canada là quốc gia đầu tiên phê chuẩn việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Tamara Lee đã vi phạm các điều kiện khi xuất hiện cùng với trưởng đoàn xe người phụ nữ bị thiêu ở ga toronto đã chết vào sáng thứ ba người dân trên thế giới muốn sống ở canada hơn bất kỳ quốc gia nào khác và trong phần tin thế giới cảnh sát thổ nhĩ kỳ đang áp cuộc diễu hành vì cộng đồng lgbtq hàng chục người bị bắt giữ trường trung học ở chile chìm trong ngọn lửa biểu tình của học sinh dịch lỡ mồm long móng đe dọa đại lễ ép ở indonesia quốc hội việt nam thông qua việc cắt giảm thêm 50% thuế môi trường đối với nhiên liệu việt nam và hàn quốc đặt mục tiêu thúc đẩy thương mại lên 100 tỷ đô la mỹ vào năm 2023 Chào lưu, Gentle Minions là gì và tại sao thanh thiếu niên lại rủ nhau mặc vest đi xem phim? Sau gần 3 thập kỷ làm việc, một nhân viên kỳ cựu của Burger King được quyên tặng 350.000 đô la sau khi chia sẻ câu chuyện trên TikTok. Rất cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture do tạp chí Culture Magazine thực hiện, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Để ủng hộ cho chương trình, xin quý vị bấm like, comment và share mỗi khi xem chương trình này. Và chúng tôi cũng mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết, mở đầu với phần tin Canada. Ngoại trưởng Canada sẽ tham dự G20 mặc dù Nga cũng ở đó. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Jolie sẽ tham gia một cuộc họp G20 ở Bali, Indonesia trong tuần này, mặc dù Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov dự kiến cũng sẽ tham dự. Vào tháng 3, bà Jolie đã cùng nhiều người khác bước ra khỏi cuộc họp của Liên Hợp Quốc ở Geneva khi ông Lavrov, người mà Canada đã đưa ra các biện pháp trừng phạt nhiều ngày trước đó, bắt đầu phát biểu. Vào tháng 4, Phó Thủ tướng Christia Freeland đã tham gia một cuộc họp G20 dành cho các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương ở Washington để phản đối việc Nga xâm lược Ukraine. Vào tháng 5, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Mary đã cùng với những người đồng cấp của mình từ Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và New Zealand rời một cuộc họp APEC ở Bangkok khi đại diện Nga bắt đầu phát biểu. Tuần trước, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada sẽ tham gia cuộc họp của các nhà lãnh đạo G20 vào tháng 11, ngay cả khi Tổng thống Vladimir Putin cũng tới, nói rằng điều quan trọng là phải chống lại tiếng nói của Nga tại cuộc họp đó. Đảng bảo thủ loại Patrick Brown khỏi cuộc đua lãnh đạo Ủy ban tổ chức bầu cử lãnh đạo của đảng bảo thủ Canada cho biết họ đã loại ứng cử viên Patrick Brown khỏi cuộc đua để thay thế Erin O'Toole ở vị trí lãnh đạo. Chủ tịch ủy ban bầu cử Ian Brody cho biết trong một tuyên bố rằng đảng đã biết được về những cáo buộc nghiêm trọng về những hành vi sai trái trong chiến dịch của Brown, những điều dường như vi phạm các quy tắc tài chính trong đạo luật bầu cử Canada tuyên bố không cung cấp thêm chi tiết về các cáo buộc và nhóm của ông Brown không có mặt để bình luận ngay lập tức. Ông Brody nói rằng cơ quan đã thông báo cho ông Rao về những lo ngại của họ và đã yêu cầu một lời giải thích bằng văn bản và quyết định tịch thu tư cách thành viên tạm thời. Ông nói rằng phản hồi từ chiến tranh tranh cử của ông Rao không thể giải thích cho những lo ngại và người phụ trách đã đề nghị ủy ban tổ chức bầu cử loại ông ta, điều mà cơ quan đã đồng ý làm. Ông Rodi nói rằng đảng sẽ liên lạc với Elections Canada và sẽ không bình luận thêm. Canada là quốc gia đầu tiên phê chuẩn việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Canada đã trở thành quốc gia đầu tiên phê chuẩn các nghị định thư gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển để gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Thủ tướng Justin Trudeau đã thông báo hôm thứ ba. Động thái này diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo NATO chính thức mời hai quốc gia tham gia liên minh trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Madrid vào tuần trước và đưa hai quốc gia tiến gần hơn đến việc trở thành thành viên chính thức của NATO. Canada hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Phần Lan và Thụy Điển trong việc hội nhập nhanh chóng và hiệu quả vào NATO cũng như đóng góp vào sự bảo vệ tập thể của liên minh, ông Trudeau nói trong một tuyên bố. Ông nói thêm, tư cách thành viên của họ sẽ làm cho NATO mạnh mẽ hơn và chúng tôi kêu gọi tất cả các thành viên NATO hành động nhanh chóng để hoàn thành các quy trình phê chuẩn để hạn chế cơ hội can thiệp của đối thủ. Được biết tất cả 30 đồng minh NATO đã ký vào các nghị định thư gia nhập hộp thứ ba và đã gửi hồ sơ đăng ký thành viên đến từng quốc gia để phê duyệt. Cả Canada và Đan Mạch đều đã nhanh chóng gửi lại các tài liệu phê chuẩn của họ. Tamara Lick đã vi phạm các điều kiện khi xuất hiện cùng với trưởng đoàn xe công tố viên đang tìm cách thu hồi tiền lệnh tại ngoại đối với Tamara Lee, một người lãnh đạo của đoàn xe Freedom Convoy, sau khi cô ấy đã xuất hiện cùng với một nhà tổ chức với cáo buộc rằng cô đã vi phạm các điều kiện tại ngoại của mình. Lick đã bị buộc tội vào tháng 2 vì tội phá hoại, cản trở cảnh sát, tư vấn cho người khác thực hiện hành vi phá hoại và vì vai trò của cô trong cuộc biểu tình lớn chống lại các hạn chế Covid-19 ở trung tâm thành phố Ottawa trong hơn 3 tuần. Cô ấy được thả vào tháng sau với một danh sách dài các điều kiện bao gồm lệnh không được giao tiếp với những người tổ chức chính của đoàn xe trừ khi thông qua luật sư hoặc sự hiện diện của luật sư cô cũng đã bị cấm sử dụng tất cả các phương tiện mạng xã hội. Công tố viên Mois Karimis nói với tòa án Ottawa hôm thứ Ba rằng Lick đã vi phạm một trong những điều kiện của cô khi được nhìn thấy cùng với một lãnh đạo khác của cuộc biểu tình. Tom Marazzo, tại một buổi giả tiệc gần đây, nơi cô đã nhận giải thưởng cho việc tổ chức cuộc biểu tình, công tố viên này lập luận rằng cô ấy nên bị giam giữ. Luật sư của Lick cho biết anh ta sẽ phản đối quyết định thu hồi quyền tại ngoại của Lick và sẽ tìm cách trả tự do cho cô với các điều kiện. Người phụ nữ bị thiêu ở ga Toronto đã chết vào sáng thứ ba. Người phụ nữ bị thiêu tại ga Kipling ở Toronto vào tháng trước đã qua đời vào khoảng 9 giờ 30 sáng thứ ba. Vụ việc xảy ra vào giữa ngày 17 tháng 6, khi một phụ nữ ở độ tuổi 20 đã bị thiêu sống trong một vụ việc mà cảnh sát Toronto gọi là một vụ tấn công ngẫu nhiên. Các nhà điều tra cho biết, một người đàn ông đã đổ chất lỏng lên người một phụ nữ trước khi châm lửa. Cảnh sát đang điều tra một sự tương tác được cho là đã xảy ra giữa người phụ nữ và người đàn ông trước khi vụ bạo lực xảy ra một thanh niên 33 tuổi được xác định là Tenzin Nobu ở Toronto đã bị bắt và phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm cố gắng giết người và tấn công bằng vũ khí. Em gái của nạn nhân, Dawa, đã tạo ra một trang gây quỹ GoFundMe, dành cho chị mình. Trên nền tảng gây quỷ, cô ấy đã cập nhật tình trạng của người chị, cho biết người phụ nữ, một nhân viên chăm sóc, vẫn nằm viện để được hỗ trợ sự sống với những vết bỏng toàn thân. Cô em gái Đào Hoa viết, vào ngày 17 tháng 6, chị gái tôi đang trên đường đi làm thì bị tấn công bởi một kẻ lạ mặt. Đây là một hành động thù hận ngẫu nhiên dưới bàn tay của một người lạ tại nhà ga Kipling ở Toronto, Canada. Hiện trang GoFundMe đã vượt qua mốc 6.000 đô la vào thứ ba với mục tiêu là 25.000 đô la. Người dân trên thế giới muốn sống ở Canada hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Nếu bạn có thể sống ở bất cứ đâu trên thế giới, bạn sẽ đi đâu? Theo một nghiên cứu mới, câu trả lời cho câu hỏi đó của nhiều người trên toàn thế giới chính là Canada nghiên cứu gần đây từ compare the market australia đã phân tích quốc gia mà mọi người từ khắp nơi trên thế giới muốn chuyển đến nhất dựa trên lượng tìm kiếm hàng năm của họ cho các từ khóa tìm kiếm như di cư tới tên quốc gia và chuyển đến tên quốc gia một danh sách đã được tổng hợp và tiết lộ những quốc gia đáng mơ ước nhất trên thế giới đã chuyển đến và canada chiếm vị trí đầu bảng được coi là ngôi nhà mơ ước của cư dân 50 quốc gia khác trên toàn thế giới. Theo nghiên cứu, những người sống ở những nơi như Trung Quốc, Jamaica, Ấn Độ, Israel, Kenya, Lebanon, Morocco, Nam Phi, Tây Ban Nha và 41 quốc gia khác rất thích chuyển đến Canada giải thích tại sao canada dường như là một nơi hấp dẫn để sống nghiên cứu đã liệt kê những điều như sự đa dạng và đa văn hóa sự minh bạch của chính phủ và quyền tự do dân sự theo báo cáo canada cũng là một quốc gia thường xuyên được xếp hạng cao về chất lượng cuộc sống tự do kinh tế và giáo dục mặt khác người canada dường như quan tâm đến việc chuyển đi nơi khác trên thực tế dữ liệu tìm kiếm của người dân canada cho thấy họ đang tìm cách rời khỏi lục địa này hoàn toàn giống như những người từ đức úc bỉ ý thụy điển và nhiều nước khác người canada có hứng thú với cuộc sống ở nhật bản là quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong nhiều ngành công nghiệp như xe hơi robot và điện tử có những cơ hội việc làm trong những lĩnh vực này dành cho những người mới chuyển chỗ ở Ngoài ra, Nhật Bản tự hào là một trong những quốc gia có tuổi thọ cao nhất trên toàn thế giới, vì vậy đây có thể được coi là một nơi tốt để sống sau khi nghỉ hưu. Cũng được xếp hạng trong top 10 quốc gia được nhiều người muốn định cư nhất là Tây Ban Nha, Trung Quốc và Pháp, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Ấn Độ, Úc và Hy Lạp các nước láng giềng ở phía nam của chúng ta không có tên trong danh sách và không có quốc gia nào tham gia nghiên cứu chọn hoa kỳ là quốc gia mong muốn hàng đầu của họ không chỉ vậy người dân hoa kỳ dường như đang cân nhắc chuyển sang trung quốc hơn bất kỳ nơi nào khác Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture gửi đến quý vị hai lần vào mỗi ngày. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Chúng tôi cập nhật tin tức mới nhất và nổi bật trong ngày để gửi đến quý vị. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đang áp cuộc diễu hành vì cộng đồng LGBT, hàng chục người bị bắt giữ. Trường trung học ở Chile chìm trong ngọn lửa biểu tình của học sinh dịch lỡ mồm lòng móng đe dọa đại lễ SH ở Indonesia. Quốc hội Việt Nam thông qua việc cắt giảm thêm 50% thuế môi trường đối với nhiên liệu. Việt Nam và Hàn Quốc đặt mục tiêu thúc đẩy thương mại lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Chào lưu Gentle Minions là gì và tại sao thanh thiếu niên lại rủ nhau mặc vest đi xem phim? Sau gần 3 thập kỷ làm việc, một nhân viên kỳ cựu của Burger King được quyên tặng 350.000 đô la sau khi chia sẻ câu chuyện trên TikTok. Và sau đây là phần tin chi tiết. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đàn áp cuộc diễu hành vì cộng đồng LGBT, hàng chục người bị bắt giữ. Cảnh sát ở thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba đã đàn áp một cuộc diễu hành vì cộng đồng LGBT nhân tháng tự hào và bắt giữ 30 người. Chính quyền thổ nhĩ kỳ đã cấm các sự kiện LGBT, nhưng khoảng 50 người cầm cờ cầu vòng đã diễu hành về phía công viên chính để đánh dấu sự kết thúc của tháng tự hào Pride Month. Các nhân viên cảnh sát đã ngăn cản không cho nhóm tiếp cận công viên, đồng thời giam giữ những người tham gia trên một con phố đông đúc ở trung tâm thủ đô Ankara. Một số người diễu hành đã bị ép xuống đất, khiến những người qua đường tức giận. Các nhà tổ chức cho biết, ít nhất 30 người đã bị giam giữ, một nhóm nhỏ những người hồi giáo, những người coi cộng đồng LGBT là mối đe dọa đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối gần công viên. Sau lệnh cấm các sự kiện Pride Month ở Istanbul vào cuối tháng trước, hơn 300 người thuộc cộng đồng LGBT đã bị tạm giữ trong thời gian ngắn. Trường trung học ở Chile chìm trong ngọn lửa biểu tình của học sinh khi học sinh Chile bắt đầu kỳ nghỉ đông, chúng đã bỏ lại một học kỳ được đánh dấu bằng bạo lực. Một vài trường trung học xung quanh Santiago đã bị học sinh tiếp quản. Một ngôi trường khác đã bị phóng hỏa trong khi những thanh niên đội mũ trùm đầu đụng độ với cảnh sát và đốt cháy xe buýt của thành phố. Vào tháng 6, trường trung học danh tiếng International Barros Arana, viết tắt là INBA, ở Santiago đã tạm dừng đóng cửa vì bạo lực nghiêm trọng. Trong đó, văn phòng hiệu trưởng đã bị bốc cháy. Ở một đất nước có tốc độ phát triển nhanh chóng nhưng không đồng đều trong những thập kỷ gần đây, các cuộc biểu tình giận dữ của học sinh, sinh viên trước hệ thống giáo dục ở đại học và ở trường học đắt tiền nhưng kém chất lượng đã trở nên thường xuyên hơn. Theo các chuyên gia, đối với những người trẻ tuổi, điều đó ngày càng trở nên trầm trọng hơn bởi các vấn đề về hành vi có liên quan đến đại dịch. Mặc dù một số dấu hiệu về ảnh hưởng tiêu cực lâu dài do giai đoạn đóng cửa vì Covid đối với trẻ em đã được nhìn thấy ở những nơi khác, nhưng Chile dường như bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Tổng giám đốc giáo dục Chile đã báo cáo số vụ bạo lực trong học kỳ vừa qua đã tăng 56% so với năm 2018 và 2019 trước đại dịch. Một sự gia tăng đã gây khó khăn cho các chính trị gia, nhà tâm lý học và giáo viên. Dịch lỡ mồm lông móng đe dọa đại lễ S. ở Indonesia Indonesia đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng bởi dịch lỡ mồm lông móng trước thêm đánh dấu lễ hội S. Được biết đến với cái tên lễ hội hiến tế là một trong những ngày lễ chính trong lịch Hồi giáo và rơi vào ngày 9 tháng 7 năm nay. Trước lễ kỷ niệm, các chuông trại tạm thời dùng để chứa bò và dê thường xuất hiện xung quanh các con đường sầm út ở thủ đô Indonesia và trên khắp đất nước. Theo truyền thống, những người Hồi giáo rung đạo sẽ giết mổ động vật và chia thịt cho người nghèo. Nhưng trong năm nay, sự lây lan của bệnh lỡ mồm long móng, một bệnh truyền nhiễm do virus gây ra và làm ảnh hưởng đến gia súc, cừu, dê và lợn đã làm giảm đáng kể doanh số bán hàng. Theo số liệu của chính phủ, hơn 317.000 động vật đã bị nhiễm bệnh tại 21 tỉnh của Indonesia, phần lớn trên các hòn đảo đông dân nhất là Java và Sumatra, với hơn 3.400 động vật đã bị tiêu hủy. Mặc dù bệnh lở mồm long móng có thể gây tử vong cho động vật, nhưng nói chung nó không được coi là mối đe dọa đối với sức khỏe con người. Quốc hội Việt Nam thông qua việc cắt giảm thêm 50% thuế môi trường đối với nhiên liệu. Quốc hội Việt Nam hôm thứ tư đã thông qua kế hoạch cắt giảm một nửa thuế môi trường đối với nhiên liệu lần thứ hai trong 3 tháng do giá năng lượng tăng cao gây áp lực lên lạm phát. Việc cắt giảm kéo dài sẽ áp dụng từ ngày 11 tháng 7 đến cuối năm nhằm giúp Việt Nam khắc phục những tác động tiêu cực của chi phí vận tải tăng cao đối với nền kinh tế thuế môi trường đối với xăng và nhiên liệu diesel sẽ giảm một nửa xuống lần lượt là 1.000 đồng một lít và 500 đồng một lít. Thuế xăng máy bay sẽ giảm 500 đồng về mức sàn 1.000 đồng một lít, trong khi thuế dầu hỏa giữ nguyên 300 đồng một lít. Bộ Tài chính ước tính thu thuế sẽ giảm 32,5 nghìn tỷ đồng theo mức thuế mới. Tuần trước, quốc gia Đông Nam Á này cho biết họ hiện có kế hoạch cắt giảm thuế tối hệ quốc đối với xăng từ 20% xuống 12%, đồng thời cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với nhiên liệu. Việt Nam đang đặt mục tiêu giữ lạm phát dưới 4% cho năm 2022. Giá tiêu dùng trong tháng 6 đã tăng 3,37% so với một năm trước đó, dẫn đầu là chi phí thực phẩm và năng lượng cao hơn, trong khi chi phí vận tải tăng 21,4% so với một năm trước đó. Việt Nam và Hàn Quốc đặt mục tiêu thúc đẩy thương mại lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Chính phủ Việt Nam cho biết, Việt Nam và Hàn Quốc đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm sau và 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, tăng so với mức 78 tỷ đô la Mỹ của năm ngoái. Các mục tiêu thương mại đã được thống nhất trong cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo và người đồng cấp Việt Nam Phạm Minh Chính vào cuối ngày thứ ba. Tuyên bố của chính phủ cho biết thêm rằng hai bên cũng đã đồng ý tìm cách thu hẹp khoảng cách trong thương mại song phương. Hàn Quốc là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam và là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất. Samsung Electronics là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại quốc gia Đông Nam Á. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, Quốc gia này đã nhập siêu 34 tỷ đô la Mỹ trong giao thương với Hàn Quốc vào năm ngoái. Các mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Hàn Quốc bao gồm điện tử, máy móc, kim loại, chất dẻo, vải và nhiên liệu. Chào lui, Gentleman's là gì và tại sao thanh thiếu niên lại rủ nhau mặc vest đi xem phim? Vào những ngày đầu của tháng 7, trào lưu Gentle Minions, trong đó có các thanh niên mặc áo vest, đeo kính râm và mang theo những quả chuối khi đến các rạp chiếu bộ phim Minions, The Rise of Gru đã trở thành trào lưu lan truyền trên mạng xã hội. Mặc dù không rõ xu hướng bắt đầu như thế nào, nhưng một trong những video đầu tiên thu hút sự chú ý đến từ người tiêu dùng TikTok Ed Bill Hist, đoạn video đã được đăng tải cách đây một tuần đã thu được 35,7 triệu lượt xem và 8,6 triệu lượt thích trên ứng dụng. Kể từ đó, hàng trăm video trên ứng dụng với thẻ hashtag bắt đầu bằng hashtag GentleMinions cho thấy người xem phim trong những bộ vết chỉnh tề đã bắt tay nhau khi gặp gỡ và chăm chú xem phim với hai lòng bàn tay áp vào nhau tuy nhiên không phải tất cả các rạp chiếu đều chấp nhận trào lưu gentleman này một số rạp phim ở vương quốc anh được cho là đã cấm mọi người mặc vest đi xem phim do đã có báo cáo về sự phiền hà từ những khán giả khác tại canada hiện vẫn chưa có bất kỳ báo cáo nào về hành vi ác ý giữa các vị khách trong một dòng tweet được đăng tải hôm thứ hai Cineplex đã chia sẻ một video TikTok của một người hâm mộ hưởng ứng trào lưu này. Theo đó, chuỗi rạp chiếu phim đã khuyến khích những người khác tiếp tục chia sẻ video tham gia trào lưu của riêng họ. Minions: The Rise of Gru là phần mới nhất của loạt phim Despicable Me kể về câu chuyện nguồn gốc của Gru, thủ lĩnh của nhóm các Minion và về đế chế độc ác của hắn đã bắt đầu như thế nào. Cuối tuần qua, bộ phim đã mang về doanh thu 108,5 triệu đô la Mỹ tại thị trường Bắc Mỹ. Sau gần 3 thập kỷ làm việc, một nhân viên kỳ cựu của Burger King được quyên tặng 350.000 đô la sau khi chia sẻ câu chuyện trên TikTok. Ông Kevin Ford, 60 tuổi, một nhân viên lâu năm của Burger King mới đây đã tổ chức tiệc kỷ niệm 27 năm ông đã làm việc cho chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh này. Ông Ford đã làm việc tại cửa hàng Burger King ở sân bay McCarran, Las Vegas trong gần 3 thập kỷ. Khi ông thông báo về cuộc mốc kỷ niệm làm việc của mình với ban quản lý, họ đã tranh nhau tặng một món quà cảm ơn bao gồm một vé xem phim, một cốc cà phê Starbucks, một dây đeo thẻ, một vài cây viết, kẹo và một chiếc ba lô. Ông Ford sau đó đã chia sẻ một video trên TikTok quay lại cảnh ông đang mở ba lô và những món quà bên trong để cảm ơn đến những đồng nghiệp của mình. Đoạn video đó đã lan truyền mạnh mẽ với hơn 2 triệu lượt xem. Hầu hết mọi người đều chúc mừng ông Ford và dành lời khen ngợi cho ông vì đã nhận những món quà một cách rất trân trọng. Sau khi chứng kiến đoạn video được đón nhận vô cùng tích cực, cô Sonja, con gái của ông Ford, đã thành lập trang GoFundMe nhằm giúp ông Ford quyên góp 200 đô la để ông có thể đến thăm những người cháu của mình. Kết quả là không mất quá nhiều thời gian để huy động được 200 đô la trên thực tế. Số tiền gây quỹ hiện đã ở mức 6 con số, với hơn 350.000 đô la tích lũy được kể từ thời điểm kêu gọi. David Spey, nam diễn viên nổi tiếng vào những năm 1990, là một trong những người đóng góp với 5.000 đô la Mỹ quyên tặng cho ông Ford. Nhưng tin tốt hơn là vào tuần trước, chương trình The Today Show đã cho ông ford một lời đề nghị tuyệt vời đó là đưa ông đến new york để đoàn tụ với các cháu của mình hiện tại ông ford cũng đang tích cực cập nhật tiktok của mình bằng các video mới trong đó ông đã vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho ông và sự hào phóng của họ và mặc dù gần đây gặp nhiều khó khăn ông ford cho biết ông sẽ không lên kế hoạch nào cho bất kỳ ngày nghỉ phép hay kế hoạch nghỉ hưu sớm Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Tin tức Canada và thế giới đã được cập nhật liên tục trong ngày trên kênh Culture Channel và sẽ gửi đến quý vị hai lần một ngày. Kính mời quý vị tiếp tục đón theo dõi các bản tin tiếp theo với những tin tức đáng chú ý khác. Đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này được tốt hơn. Mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.